Loạt ca sĩ và Thu Minh chê bai Chi Pu hát dở trước đêm chung kết khiến các fan đấu đá nhau trên mạng xã hội. Mới đây, nữ ca sĩ gây chú ý khi trả lời người hâm mộ về quan điểm này. Giọng ca Đường Cong cho biết đến thời điểm hiện tại, ý kiến của cô về đàn em cũng không có gì khác cả. Câu trả lời của Thu Minh gây xôn xao cộng đồng mạng. Đa số khán giả đồng tình với ý kiến của Thu Minh, Chi Pu công nhận là có nỗ lực, có tham vọng, nghiêm túc với việc mình làm với cả có đầu tư chỉn chu. Nhưng giọng hát thì vẫn vậy, tại chất giọng của Chi Pu không hay. Không riêng Chi Pu mà thấy đầy ca sĩ cũng vậy luôn, có cái không rầm rộ như Chi Pu thôi. Chi Pu là dạng thần tượng, người biểu diễn chứ ca sĩ thì chưa phải. Sau nhiều năm kể từ khi rẽ hướng sang làm ca sĩ, người hâm mộ có thể thấy những nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân của Chi Pu. Tuy nhiên, giọng hát vẫn là điểm hạn chế của cô. Cô không ít lần gây tranh cãi vì chất giọng yếu ớt, thường xuyên tranh phô, vỡ nốt. Thời gian gần đây, Chi Pu là cái tên được yêu thích ở chương trình Đạp Gió 2023 của Trung Quốc. Người đẹp được đánh giá có lợi thế ngoại hình sáng, ý tưởng dàn dựng tiết mục sáng tạo và vũ đạo tốt. Sau 5 vòng công diễn liên tiếp, Chi Pu dần khẳng định được sức hút trong chương trình ăn khách bậc nhất xứ Trung hiện nay khi vẫn giữ được thành tích khá cao. Cô cũng được kỳ vọng ra mắt trong đội hình chiến thắng của chương trình. Chia sẻ về lý do theo đuổi con đường ca hát mặc dù vấp phải nhiều tranh cãi, Chi Pu nói, tới ngày hôm nay, tôi vẫn chưa thấy vạch đích và một khi đã chọn con đường nào rồi thì mình luôn mong rằng bản thân có thể kiên quyết để có thể đi đến cùng. Bởi đó là những giây phút mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Chia sẻ với dàn tỷ tỷ trong chương trình, Chi Pu thừa nhận có hai nỗi lo sợ trước khi đến Đạp Gió 2023. Đầu tiên, tôi nghĩ mình không đủ giỏi. Thứ hai là tôi sợ sẽ không ai thích mình. Như mọi người đã biết, trước đây tôi từng vướng phải nhiều chuyện không hay. Bây giờ khi đến đây và được là chính mình, tôi được tập luyện cùng mọi người mỗi ngày và nhận được tình cảm của tất cả chị em ở đây. Tôi nghĩ mình cũng có những điểm tốt nên xứng đáng nhận được tình yêu của mọi người. Ở tuổi 30, tôi cảm thấy tất cả mọi thứ với mình như một khởi đầu mới. Mọi thứ thay đổi rất nhiều.